Đỗ Hồng Dung, Quang Hải, Oba, Osede. Bây giờ đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Áp lực liên tục và cuối cùng thì Osede cũng đã có thể giải tỏa được trạng thái tâm lý thi đấu nôn nóng của mình. Cơ hội thứ 3 dành cho Osede và bây giờ anh đã thành công. 1-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Đó là kết quả xứng đáng với những gì mà họ đã kiểm soát ở suốt những phút thi đấu vừa qua của trận đấu này. Mọi chỉ số thống kê đều vượt trội so với đối thủ. Nhưng đúng là huấn luyện viên Lê Đình Đức có lý do để mà phàn nàn với cách mà các cầu thủ phòng ngự của SHV Đà Nẵng đã chơi rất lung tung, đặc biệt là trong những tình huống bóng thứ hai và thứ ba. Đây là pha xử lý của Quang Hải. Không phải là lần đầu tiên mà các hậu vệ của SHV Đà Nẵng có những pha phá bóng chạm vào người của đối phương và bay ngược trở lại khu vực 16m50, tạo ra một tình huống hỗn loạn. Đây là một bàn thua đến từ sự rối loạn có hệ thống của câu lạc bộ SHV Đà Nẵng ở khu phòng ngự, từ Victor cho tới Công Nhật. Đến pha bóng thứ ba thì mọi thứ đã mất phương hướng với cầu thủ phòng ngự SHV.